Thưa quý vị và các bạn, một vụ án chấn động tại Đài Loan mà mỗi khi nhắc lại, ai cũng phải rùng mình khiếp sợ. Thi thể hai vợ chồng giáo sư đại học ở Đài Loan lần lượt được tìm thấy cách lúc bấy giờ 6 ngày đã gây rúng động dư luận và không ai ngờ rằng tội ác lại bắt nguồn từ chính lòng tốt của họ. Thông tin chi tiết ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Vào năm 2015, ông Trần khi đó 79 tuổi và bà Trương 57 tuổi đều là những giáo sư đại học đã về hưu, sinh sống tại khu Bát Lý, Đài Bắc. Hàng ngày ông bà có thói quen đi dạo ven sông vào buổi chiều tối và thưởng thức cà phê tại một tiệm khá nổi tiếng, từng được lan truyền hình có tên là Mau Mau. Chính tại đây, ông bà đã quen biết cô Tạ Y Hàm, 34 tuổi, quản lý của quán. Vợ chồng giáo sư đại học rất có cảm tình với cô Tạ vì thấy cô là một người hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng. Sau đó khi biết hoàn cảnh của cô Tạ khó khăn, vợ chồng ông Trần không ngần ngại giúp đỡ cô gái về tài chính. Thậm chí họ còn coi cô Tạ là con gái nuôi. Tình cảm không khác gì người thân ruột thịt. Vào ngày 20 tháng 2 năm 2015, hai vợ chồng ông Trần đột ngột mất tích suốt 4 ngày, khiến cho người nhà buộc phải đi báo cảnh sát. Không một ai có thể liên lạc được với cặp đôi giáo sư đã nghỉ hưu này. Vào ngày 26 tháng 2, tại một khu rừng Đước bên bờ sông Đạm Thủy, người ta phát hiện thi thể của một người đàn ông lớn tuổi. Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường và khám nghiệm tử thi. Họ kết luận, thi thể đó chính là ông Trần. Thời điểm tử vong được cho là từ 8 đến 10 ngày trước. Trên cổ người đàn ông có vết đâm làm đứt động mạch. Trong khi đó, tung tích của bà Trương vẫn là một dấu hỏi bỏ ngỏ. Cảnh sát xác định đây có thể là vụ giết người vì tiền bạc. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng và phức tạp. Kẻ thủ ác ra tay vô cùng tinh vi, nên cơ quan điều tra chỉ thông báo trên truyền thông rằng ông Trần tử vong do đuối nước. Mục đích của việc này là dụ kẻ thủ ác lộ ra khỏi bóng tối. Vào ngày 27 tháng 2 năm 2015, một manh mối quan trọng đã xuất hiện. Theo đó, một ngày sau khi phát hiện thi thể ông Trần, một người phụ nữ đã cầm sổ tiết kiệm và chứng minh thư của bà Trương ra ngân hàng, yêu cầu lĩnh toàn bộ số tiền trong tài khoản. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng đã lập tức nghi ngờ người phụ nữ này khi thấy cô có gương mặt khá trẻ, không giống với số tuổi 57 của bà Trương. Khi nhân viên ngân hàng yêu cầu người phụ nữ nhập mật mã, người này đã nhập sai cả 3 lần. Người phụ nữ sau đó đã rời đi và đến cây ATM để rút một số tiền lớn từ tài khoản của ông Trần. Sau khi nhận được thông tin từ ngân hàng, cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành điều tra. Người phụ nữ khả nghi đi xe máy và bịt kín mặt, nhưng camera giám sát đã phát hiện chiếc xe ấy cuối cùng di chuyển đến tiệm cà phê Mau Mau. Người phụ nữ này chính là Tạ Y Hàm, con gái nuôi của hai nạn nhân xấu số. Vào ngày 2 tháng 3 năm 2015, cuối cùng thi thể của bà Trương cũng đã được phát hiện tại rừng Đước cách vị trí thi thể ông Trần khoảng 30 mét. Trên ngực của bà Trương có vết thương chí mạng. Kết quả khám nghiệm hai thi thể cho thấy họ tử vong trong cùng một khoảng thời gian và phổi của họ không có nước. Điều này chứng tỏ cặp vợ chồng giáo sư đã bị giết từ trước. Sau đó, lợi dụng thủy triều, kẻ thủ ác đã phi tang xác dưới bờ sông, tạo hiện trường giả giống như một vụ đuối nước. Ngày 4 tháng 3 năm 2015, người ta tìm thấy túi, ví, điện thoại của bà Trương tại một toilet nữ trong trường đại học, nơi bà từng giảng dạy. Đây chỉ là cách để thủ phạm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát, nhưng đồng thời nó cũng cho thấy hung thủ chắc chắn có mối quen biết với nạn nhân. Ngày 6 tháng 3 năm 2015, khi cảnh sát đến tiệm cà phê để tìm hiểu, chủ quán đang cùng với một số nhân viên cho quét dọn nhà kho. Bên ngoài tiệm là một chiếc xe cũ, ghế sau đã bị gỡ ra. Cảnh sát nghi ngờ rằng đó là chiếc xe được sử dụng để phi tang xác hai nạn nhân. Dựa theo những bằng chứng có được, cảnh sát tin rằng cái chết của hai vợ chồng ông Trần đều liên quan đến tiệm cà phê này. Nơi phát hiện xác chết cách tiệm cà phê 500 m, hình ảnh cuối cùng của cặp đôi cũng chính là ở trong tiệm cà phê này. Vào đêm nạn nhân mất tích, Tạ Y Hàm quẹt thẻ kết thúc giờ làm việc 23 giờ, nhưng phải 2 tiếng sau đó, camera mới ghi lại hình ảnh người phụ nữ này rời đi.
chính cô Tạ cũng là người giả mạo bà Trương rút tiền của nạn nhân. Ngay ngày hôm sau, bốn người gồm chủ quán họ Lã, hai cổ đông và cô Tạ Y Hàm đã bị tạm giam để phục vụ điều tra. Tại cơ quan điều tra, ba người đàn ông một mực phủ nhận không liên quan đến vụ án, trong khi Tạ Y Hàm tự nhận mình đã cho thuốc mê vào cà phê theo chỉ thị của chủ quán nhằm giết người, chiếm đoạt tài sản. Việc giết người phi tang cô ta không tham gia. Để chứng minh sự trong sạch của mình, ba người đàn ông đã phải chứng minh tài chính và các hoạt động của bản thân trong thời gian xảy ra vụ án. Kết quả điều tra cho thấy họ đều là những người giàu có và không có động cơ giết người. Cảnh sát cũng không đủ bằng chứng để buộc tội họ có liên quan đến vụ án. Cuối cùng thì cả ba người đàn ông được phóng thích sau đó không lâu. Chỉ còn lại nghi phạm duy nhất đó chính là cô Tạ. Sau một lần nhìn lại những hình ảnh giải phẫu thi thể của ông Trần, cô ta bật khóc nhận tội. Lý do khiến Tạ ra tay tàn ác với chính cha mẹ nuôi của mình đó là tiền. Theo lời khai của cô Tạ, trong thời gian quen biết vợ chồng ông Trần, được biết hai người có khối tài sản cực lớn lại không có con, nên Tạ cố ý tiếp cận lấy lòng. Với sự thông minh, khéo léo cùng vẻ ngoài ngoan hiền, Tạ đã nhanh chóng lấy lòng họ và thậm chí còn được cặp đôi nhận làm con nuôi. Ông Trần dạy cô chơi cổ phiếu, lập cho cô này một tài khoản giao dịch số tiền lớn để thực hành. Tiền lãi thu được coi như cho cô ta sinh hoạt hàng ngày. Ông bà Trần còn hay tặng cô ta đồ trang sức có giá trị. Tuy nhiên với lòng tham vô đáy của mình, Tạ chưa hài lòng với những gì mình có được. Trong một lần đến nhà bố mẹ nuôi chơi, ông Trần đã chỉ cho cô Tạ xem két bảo hiểm của gia đình với khối lượng tài sản khổng lồ bao gồm tiền mặt và trang sức. Mong muốn được đổi đời, đồng tiền đã làm mờ mắt cô Tạ. Cô này đã âm thầm lập kế hoạch giết người, chiếm đoạt tài sản của chính người coi cô ta như con. Vào tối ngày 16 tháng 2, khi vợ chồng ông Trần đến uống cà phê, Tạ đã lén bỏ thuốc an thần vào đồ uống của hai người. Đợi thuốc ngấm dần, cô ta lấy cớ đưa hai người về nhà, rồi lần lượt giết hại và giấu xác trong một nhà kho bỏ hoang gần đó. Trong khoảng thời gian che giấu hai thi thể, Tạ đã lấy chìa khóa trong túi của bà Trương đến mở két bảo hiểm, nhưng không thành công. Tối ngày 25 tháng 2, lợi dụng đêm tối và sương mù, Tạ đã dùng xe đẩy có trong nhà kho đưa xác ông Trần đi phi tang và thực hiện cách thức tương tự đối với bà Trương trong đêm ngày 1 tháng 3. Dư luận lúc bấy giờ đã vô cùng chấn động vì không ngờ rằng một người phụ nữ có vẻ ngoài ngoan hiền lại ra tay tàn ác với chính cha mẹ nuôi của mình. Nhiều người đã bày tỏ sự xót thương cho cặp đôi xấu số khi lòng tốt đặt sai chỗ. Vào ngày 14 tháng 9 năm 2017, tòa án phán quyết Tạ Y Hàm án tù chung thân. Thưa quý vị và các bạn, vụ án mạng đã kết thúc với sự tiếc thương vô hạn của người dân khi niềm tin, lòng tốt đặt sai chỗ. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi để cập nhật những tin tức thời sự mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại!